chỗ này thì nó hơi ồn, cho nên là quý vị thông cảm một chút nhá. Thì mấy hôm trước ấy, trên cái channel của mình ấy, có một anh ấy hỏi là admin ơi, làm một cái video so sánh cây xanh Nam Điền và cây xanh quê. Thì nói như bạn ấy thì bảo so sánh thì nó cũng hơi khó. Thôi thì bây giờ có anh Tuấn Anh ở đây, em sẽ hỏi anh Tuấn Anh xem là xanh Nam Điền như thế nào và xanh quê như thế nào. Thì anh ấy sẽ trả lời cho quý vị nhá. Đây là cái hình ảnh của mấy cây xanh. Thì trong những cây xanh này là có cả cây xanh quê và có cả cây xanh Nam Điền. Thì anh ơi, hôm trước có một bạn hỏi là em muốn hỏi là xanh Nam Điền thì như thế nào và xanh quê như thế nào. Thì ở trước cái ống kính này của em ấy, em có quay đang quay cho quý vị mấy cái cây xanh này. Nhưng mà chắc chắn là những người mà mới chơi ấy, mới tìm hiểu về cây thì cũng vẫn chưa nắm rõ được là xanh Nam Điền và xanh quê. Anh có thể chỉ rõ hơn để cho anh em chơi cây cùng được biết không? Thì đây, hình như là em thấy là trước mặt đây là cây này là một cái dáng, một cái kiểu khác đúng không? Và cây này cũng là một cái kiểu khác đúng không? Đây thì... là cây xanh Nam Điền này. Đây là cây xanh Nam Điền. Đây là cây xanh Nam Điền. Đây là cây xanh quê. Và đây là cây xanh quê. Đấy. Còn dựa trên những đặc điểm để mình nhận biết được cây xanh quê và xanh Nam Điền ấy, thì là nó do, đa phần là do kinh nghiệm. Nam Điền ấy thì cũng theo như tớ được biết. Đây, cũng... thế anh nói về cái cây Nam Điền này trước đi. Đây là cây xanh Nam Điền này. Cây xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền nó là một giống xanh, nó có nhiều ở Nam Điền, Nam Định. Đấy thì nó tức là Nam Điền là quê hương của Nam Định. Nó xuất xứ từ đấy. Người ta lấy tên của nó này, nó là một giống xanh rất là có rất nhiều ưu điểm để chơi bonsai. Đấy, và để mà nhận biết được nó ấy, thì mình chỉ dựa trên những cái đặc điểm theo kinh nghiệm của người làm và người chơi. Tại vì bản thân cái giống Nam Điền này ấy, theo như tớ được nhận biết ấy, nó cũng tầm được 4-5 loại khác nhau. Và sau đó ấy, những cái loại Nam Điền nó còn lai tạp lẫn nhau nữa. Nên ra là nếu mà để mà gọi là tích xác nó như thế nào thì chưa chắc đã nói được. Thế nhưng là dựa trên đặc điểm kinh nghiệm, đó là vấn đề màu da và cái kiểu sần của da. Đấy, tức là cái màu da này và kiểu cái, sần cái kiểu của sần, da. Cái sần. Chẳng hạn như đây là một cây Nam Điền này. Vâng. Đây cây Nam Điền này. Đây một cây xanh Nam Điền và đây cũng đấy, là một cây xanh Nam Điền. Nam Điền này, đây là cái độ sần của da, nhìn nó tương đồng với nhau này. Vâng. Nó kiểu, tức là nó đều chùn như thế này đúng không? Nó chùn, săn xìu, đấy, săn xùi, giống giống độ, nhau. Cái độ sần của nó bao giờ nó cũng hơn cái xanh quê. Nhưng có một số loại xanh quê nó còn nhìn nó còn lại sần hơn. Sần hơn. Xanh quê rất nhiều loại. Xanh quê thì xanh thì quá nhiều loại luôn. Thế nhưng mà anh cứ nói về Nam Điền trước đi, sau tí nữa nói về xanh quê. Nam Điền thì cũng có nhiều loại đúng không? Đấy, đúng rồi. Nam Điền thì hiện tại là như mình thì anh đang nói về cái đấy, cái độ sần của Nam Điền nó như dạng như thế này. Là cái kiểu da. Vâng. Nhưng kiểu da của Nam Điền nó cũng có, hiện tại thì mình nhận biết là nó có khoảng 3 loại màu da. Đấy, một đây loại, là màu này gọi là gì? Cái này là phổ biến nhất. Phổ biến. Đấy, phổ biến nhất nó là dễ nhận biết đúng không? Đấy, nó là cái Nam Điền này. Nếu như mà nó do cái điều kiện chăm sóc, cái điều kiện cái nước tưới. Đấy thì đây nó gọi là Nam Điền da trắng này. Đấy, đấy, có một loại nữa thì da nó cứ vàng óng lên. Đây là Nam Điền da trắng, một loại là một loại là vàng màu hồng. Vàng đúng rồi, em và biết rồi. Một loại nữa là Nam Điền da đen. Hay người ta nhìn nó nhẵn hơn cái loại da. Rồi da em nó không sần được em này. Biết là cái màu vàng đấy rồi, thì em sẽ lồng vào cái video này cái màu vàng. Đây okay. Các bạn sẽ xem cái màu vàng đây. Ở đây là hiện tại có 5 cây Nam Điền thì 5 cây Nam Điền này nó cũng có 5 cái kiểu lá khác nhau. Đấy. Đấy là đây bây giờ lại nói đến kiểu lá đúng không? Kiểu lá thì nó lại phụ thuộc theo cái thời điểm, thời tiết và do cái giống, có thể là do cái chất đất này nó cũng ảnh hưởng đến kiểu lá này. Đấy và nó cũng bị lai tạp nữa. Nên ra là nhưng cái đặc điểm mà dễ nhận biết nhất ấy là lá xanh Nam Điền ấy là cái màu, cái viên lá của nó bao giờ quăn. Đấy. Viền lá quăn đây, bạn nhìn đấy. Viền lá cái nào cũng quăn. Viền lá quăn này. Lá dày.
và lá thì dày này. Lá dày và cái màu xanh rất đặc trưng của cây cam à, đó là màu rất là xanh. Đấy, màu lá xanh, thì xanh, cực kỳ xanh. Ừ. Đây ví dụ như chẳng hạn như đây có một cái cây xanh quê này. Vâng, tức là kia. Đây này là xanh quê thì lá màu nó nhợt hơn đúng không? Đúng rồi. Nó nhợt hơn, nó không xanh thẫm được như Nam Điền. Nam Điền thì màu xanh thẫm hơn. À đấy, nhìn về lá cũng đã thấy rồi. Đấy, và lá luôn luôn sẽ nó sẽ có cái điểm quăn như này. Vâng. Đây, quăn này. Đây thì quăn như này gì? Đấy. Thì nhưng có một số loại xanh xanh quê cũng quăn nhưng mà quăn kiểu khác. À. Đấy, và đây là quăn đặc thù đấy đúng không? Và nhìn một này. Cái cũng dễ nhận biết nữa, đó là cái kiểu da răm của Nam Điền. À. Nó rất là mạnh. Nó răm nó rất tức là mập. Răm của Nam dày. Điền thì nó dày, mập. Vâng. Đấy, dày mập đấy và rất là cứng, cứng cứng cáp chứ nó không như các loại xanh khác đấy. Và một cái đặc điểm nữa để người ta nhận biết ấy, đó là gì, khi đã là xanh Nam Điền ấy thì cái lộc non cái búp này, này đấy bao giờ cũng là màu trắng và nó không có áo màu đỏ. Thế một số loại xanh quê nó cũng da răm da lá cũng gần giống Nam Điền nhưng lộc nhưng cái đầu mầm này nó bị bọc bởi một cái lớp áo gần như là kiểu lộc màu, lộc non đỏ đỏ đúng không? Đúng rồi, nó màu hơi đỏ đỏ thì lúc đấy lại là nó không phải Nam Điền. À. Ở đây không có cái xanh quê nào có cái lộc kiểu đấy. Đúng rồi. Đây, thì đây cây xanh quê đây, màu lá kiểu xanh quê nhìn cũng đã thấy khác rồi. Ừ. Đấy, chẳng hạn như cái răm nó sẽ ra đuỡn hơn này. Vâng. Nó sẽ còi cọc hơn. Nhìn thấy nó Điền. Thưa hơn đúng không? Nam Điền. Hai nữa ấy là cái đây Nam Điền này, đấy là da mầm nó vẫn xanh. Vâng. Đúng không? Thế nhưng mà xanh quê thì nó sẽ hơi tía tía. À. Đấy, con này như xanh quê này, cây xanh quê này là tía ít. À. Đấy, có một số loại xanh quê nó ra là nó tía, một số loại xanh ấy là da lá nó màu đỏ đỏ như màu đồng luôn. Có một cái búp da đúng không? Đúng rồi. Nó màu đỏ đỏ. Lá, cái màu đá nó như màu đồng luôn. Màu đỏ đỏ. Vâng, đấy. Cái thân nó nhưng mà nhìn đây, thân này, chẳng hạn đây, đây con xanh quê này. Vâng. Đấy mặc dù cây xanh này là nó già nó cũng chùn nhưng cái kiểu chùn cái kiểu sần nó khác với cả xanh Nam Điền đây. Vâng. Nam Điền bạn nhìn đây này. Đây. Đấy, đây là, đây là đặc trưng nhất của xanh Nam Điền. Đấy cái kiểu sần ra. Đúng rồi. Đấy. Thì bây giờ mình tất cả những cái này mình tổng hợp lại, mình sẽ dựa trên những cái kinh nghiệm của mình. Đấy nhưng mà có ba đặc điểm. Có những người ta kinh nghiệm mà người ta nhìn quen ấy, người ta chỉ cần nhìn ra phát người ta biết là Nam Điền hay không. Vâng. Đấy, và có những người ấy nhìn cái lá và cái kiểu mầm người ta biết là Nam Điền. Nhưng cái này rất là hay dễ bị nhầm. Tại vì nó phụ thuộc theo chất đất, theo thời tiết, đấy, theo cái thổ nhưỡng, theo cái vùng. Đấy, đến là mà cách nuôi nó khác nhau, lá nó sẽ khác nhau. Thế nhưng mà cứ lưu ý nhất ý, đấy là gì? Lá Nam Điền là không bao giờ có màu tía. Vâng, tức là không nó, bao giờ có màu tía. Nó ra, nhiều khi xanh nó quê ra là búp sẽ nó màu trắng. Vâng. Đấy, và đọt nó màu xanh. Vâng, búp màu trắng mà màu nó xanh đậm hơn đúng không? Đúng rồi. Đậm hơn. Về lá, lúc nãy thì lá Nam Điền nó dày hơn đúng không? Ừ. Nó dày. Xa xanh quê thì mỏng hơn hả anh? Đây cũng là một cây xanh quê. À đây là một già, nó cây xanh lên độ sần rồi nhưng mà cái kiểu sần nó vẫn khác với xanh Nam Điền bạn nhìn này. Đấy, mà cái cây này thì màu da nó cũng khác hẳn với cây xanh Nam Điền. Ừ. Đúng không? Vào so sánh thì nhìn nó mới thấy được đúng không? Đấy, nhưng mà có một số loại xanh quê thì rất là màu da rất giống xanh Nam Điền. Ừ. Đây, hai đứa con xanh quê này rất là già. À đây. Đây là một con xanh quê. Đúng rồi, cây này phải nhưng nói là kể cả những cái rất già. Kể cả những cái u nhọt, những cái độ sần nó vẫn khác Nam Điền. Như thế nào anh có thể chỉ cụ thể hơn không? Cái anh này chỉ thì dựa vào giác quan thôi. Dựa theo cái kinh nghiệm thôi. À. Ừ. Tức là nhìn nó u sần nhìn nó không được tròn chặn này. Nhưng mà nhìn màu đã thấy là nó khác rồi nhỉ? Ừ, màu như một số con Nam Điền mà nó già mà người ta phơi được nắng ấy. Nó cũng trắng như này luôn. À. Thế thì lại khó nhận biết, lúc ấy ta lại nhìn vào lá. Đúng rồi, thì mình có thể dựa là trên cái tổng hợp. Vâng. Tổng hợp. Tức là có thể là nhìn vào thân thì nhìn lá thì ta lại dựa vào lá. Đấy. Đây cũng là một gốc Nam Điền đấy chứ. Đâu, đây là xanh quê. Đây là xanh quê à? Ừ. À đúng rồi. Xanh quê nhưng mà giống xanh quê này rất là lẫn đến Nam, dễ dẫn lẫn đến Nam Điền. Bởi vì là nó có những con đặc điểm nhìn rất cái là thân của nó này. Mà cái loại xanh quê rất dày. Còn xanh quê thì rất nhiều dòng, nhiều dòng lắm. Thế thì có những cái dòng chả đưa vào được cái danh sách nào thì người ta gọi là xanh quê. Còn nhìn lá nó cũng khác đúng không? Lá nhìn nó trắng hơn này. Khác hơn. Đúng không? Ừ. Trắng hơn. Thế có những người nhìn quen thì họ có thể nhìn cái vân Nam Điền nó khác.
cái vân lá. Vân lá. Đây là vân lá xanh quê. Đây là vân lá xanh quê. Xanh quê mà xanh quê này, xanh quê lá to này. Ừ. Đấy, đây lá to này. Đây là xanh quê này, nó lá dày hơn hơn nhưng cái vân xa, nó cũng... nhưng mà cây xanh này lá bé nhờ. Ừ, cái vân nó cũng khác này. Đấy, cái vân cái xanh Nam Điền là đặc trưng đây này. Cái vặt của cái lá Nam Điền là so với lá xanh quê này. Đây, vân nó khác nhau. Vặt ra đi. Đấy. À, đây là cái vân này, đây để em quay đấy. Cho kỹ. Đấy, em nhìn thấy cái vân nó vân hai cái vân thế. Khác nhau nhá. Ừ. Nhìn theo kinh nghiệm người ta có thể dựa vào lá, vân lá là người ta cũng biết được. Ừ. So sánh đây này. Cái lá này là xanh quê này, đúng lá rồi. Bên kia là xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền. Đấy. Chưa, còn đặc điểm nào để dễ nhận biết hoặc là à thế cái đấy là về cái nhận biết về ấy, nhận biết về đặc điểm cây. Thế thì cái cách chăm sóc hay là cái hình thức mình ấy, mình chăm bón cho nó ấy, thì có khác nhau không? Khác nhau. Xanh quê nó cũng rất là nhiều loại, nhưng mà xanh quê thì nó chăm nó sẽ khác. À. Nó sẽ kỹ hơn cái Nam Điền. Nam Điền thì nó dễ hơn. Xanh tức là Nam Điền thì chăm dễ hơn là xanh quê. Dễ hơn nhiều, tại vì đặc tính của nó nhiều cái ưu việt, nó là một giống phát triển rất là mạnh. À. Ừ. Ví dụ như xanh quê ấy, thì người ta có một số giống thì nó cũng gần tự tựa như Nam Điền nó mạnh. Vâng. Nhưng mà có một số giống ấy thì nó không ra dễ thân, ít ra dễ thân, nhưng có một số loại thì nó lại ra rất ra nhiều dễ thân. Vâng. Đấy là đặc điểm của xanh quê. Cái thứ hai nữa là cây này thì lại ra nhiều dễ thân đúng không? Ừ. Cái thứ hai nữa là dăm. Dăm này, dăm của xanh quê thường thường là rất là thưa. Ít khi được những con dăm xanh quê mà dăm nó dày. Đấy là những cái loại mà nếu mà dăm xanh quê mà dày đấy mà lá nó cứng ấy, đấy là những cái giống xanh quê quý rồi. À. Ừ, thì chính vì cái dăm nó thưa, nó không dày được mà nó không mạnh được như Nam Điền, nên là khi xanh quê ấy, mình làm nó sẽ can thiệp vào ít mùa hơn là Nam Điền. Nam Điền có thể làm quanh năm được, nhưng xanh quê thì mình phải đúng mùa. À, tức là Nam Điền thì mình thời gian nào mình làm được? Đa phần là thời gian nào cũng được. Nếu còn xanh quê thì ví dụ như xanh quê thì mình sẽ lựa chọn thời gian nào để mình làm? Xanh quê thì có hai cái mùa mà tức là mình làm là ở đây có thể là thay đất, có thể là tỉa dăm, có thể là thay đất tỉa dăm. Vâng, đúng không? Ừ. Thì là vào thời gian nào anh? Thuận lợi nhất là khi làm xanh ấy, thì có hai mùa, một là vào đầu mùa xuân. À. Đấy, và thứ hai nữa là vào đầu mùa thu. Ừ. Tức đấy là đầu xuân và đầu thu. Mà can thiệp vào xào xanh là thuận lợi nhất. Vâng. Đấy, thế nhưng mà Nam Điền thì nó cứ mạnh thì mùa nào cũng làm được. Ừ. Nam Điền mà tức là khỏe cây thì mình làm lúc nào cũng được. Đúng rồi, có những cây nó khỏe anh có thể can thiệp vào giữa mùa đông. À, rồi. Tức là đặc tính của, nói chung đặc tính của xanh chung thì nó cũng là một cây dễ sống đúng không? Xanh thì nó rất nhiều ưu điểm để người ta làm cây cảnh cây chơi. Đấy, vì cái cách chăm sóc nó cũng rất là dễ. Đấy, nhưng mà để mà hiểu được nó và làm đẹp nó ấy, đấy thì nó ấy, mình phải phụ thuộc vào giống loài nữa. Vâng. Thôi được rồi, đấy thì đấy là một số các cái nhận xét và một số các cái kinh nghiệm nhỏ mà anh Tuấn Anh qua quá trình làm cây anh ấy đúc kết được thì anh ấy chia sẻ qua cái video này. Quý vị hỏi về cái cây xanh Nam Điền và xanh quê có thể xem chi tiết và xem hết cái video này thì quý vị sẽ thấy được là một số những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm anh Tuấn Anh ấy nói lại. Có gì mà thiếu sót hay là chưa được hoàn thiện thì quý vị có thể là comment bên dưới, đóng góp để xây dựng cho cái video của hai anh em chúng tớ ngày càng hoàn thiện hơn. Và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một chút thời gian theo dõi cái video này. Nếu như quý vị thấy video của anh em tớ hay và hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các cái video lần sau. Thân ái và hẹn gặp lại.